Ủa MC đâu mất tiêu rồi. Kính thưa quý vị, Su Su MC của chúng tôi đã bị sét đánh. Còn nguyên à. Vẫn còn nguyên nha mọi người. Không những còn lầm lộ hồi nãy nữa. Ý là mê là chi? Mê đúng không? Đã xuất hiện trở lại với các anh chị rồi đây. Và bên cạnh em đó là chủ quán của quán bà Hương. Bữa nay em không còn buôn bán gì được nữa hết trơn. Chào bà Hương. Bữa nay tiệm tạp hóa này là thuộc về chị, cho nên á cái việc trả giá là ngày hôm nay là trả giá với chị Hương. Em chỉ đứng coi thôi. Vậy theo anh bắt xe em về đi em ơi. Chứ em làm gì nữa. Cho em đứng em tụ vô chỗ vui đi. Nha. Bây giờ ở đây mình có rất là nhiều những sản phẩm. Này là gì ngoài? Gà. Cái này là gì anh Phát? Trời. Chứ ai nhìn không biết mày đặt đố. Cái đội này không có đàng hoàng. Chị Thư. Sao đàng hoàng? Cái này cái gì vậy chị Thư? Củ cà rốt rất nhiều vitamin C. Cái lộn vitamin A. Chị rất là đàng hoàng. Cái đội này còn nhân văn dễ sợ chị á. Rồi nè, rau răm nè, ngò nè. Ủa ngoài ở đây nữa hả? Không hỏi nữa, không tương tác nữa. Ngoài ra bên đây mình có chả mực, có sản phẩm của vua biển luôn nè. Bây giờ đội của ngoại thắng 2 vòng. Ngoại hả? Thắng thôi mà thắng ăn gian có vẻ vang gì đâu. Bây giờ thắng em đây mà. Rồi bây giờ mình thắng mình phải cười chứ con. Mày biết tại sao hôm nay ngoại thắng không? Tại nhờ đúng, con. Đúng, tại con. Trời ơi, coi kìa. Rồi. Đội của mình sẽ được 1 triệu đồng. Rồi, chúc mừng đội của anh Đàm Vĩnh Hưng là không thắng vòng nào hết. Cho nên là không có 1.000 nào hết. Ủa là sao mà mua? Trời đó, ơi, thôi. Bên trên á, chị Google có gửi xuống tặng khuyến mãi cho 300. Nhưng mà tiền thuê đồ của em là hết 70. Cho nên là trừ lại là mình còn 230. Của em mới trừ vô anh vậy. Rồi em cũng xuất hiện trong khúc này cũng thu tiền chương trình. Là bây giờ bên đây còn 230 nè. Ở xúc động vậy ngoài. Ngoài sao vậy ngoài? Lấy triệu đó mua thuốc ho uống này ngoài ơi. Tôi thấy ho quá vậy. Ủa tao cười quá. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy. Vừa. Em đi. Vừa. Sắp đột quỵ tới rồi. Trời ơi. Ngoại ngoại sao? Mình có 1 triệu, bên đây có 230 ngàn. Không được rồi, chị tặng anh Hưng 500 ngàn. Ai cho? Sao không cho? Mỗi người có mỗi quyền chứ. Đúng rồi. Con chỉ là khách mời thôi. Đội 2 người. Còn tay hòm, tay chiều, tay trống là là ngoại không có xe cho nó, hiểu chưa? Cho nó 200 thôi. 200, bên đây còn 800. Bên đây được 430 ngàn. Mà có những món, những cái nguyên liệu chỉ có 1 phần duy nhất thôi. Bà chủ thấy ai dễ thương đàng hoàng lịch sự bà chủ bán đó. Bà thấy ai khó đâm mà cười nhiều đó. Nhiều khi không bán ha. Bây giờ anh Hà muốn mua gì nào? Coi là cái món, hiểu không? Cho nên là cái món mà của chú tôi ngày hôm nay sẽ làm gỏi. Nhưng mà chúng tôi mua gà chứ được không vậy? Không. Không, mà bây giờ hỏi món. Thắng má ơi, đi xích ra chứ thắng nói chuyện, người ta đang thắng nói chuyện. Người thua không có đồng nào phút ra. Thắng có người tập thì dễ dàng, dễ sợ. Món gì nằm à? Gà ủ muối. Nhưng mà tôi nâng cấp lên là chúng tôi sẽ làm thêm gỏi vào đấy nữa. Để nâng tầng. Gà ủ muối mà bắp gỏi nữa. Tức là gỏi gà ủ muối đó. Rồi. Dạ, tới anh. Tiền ý thì làm. Tiền ít. Em mày đây. Trời thua nó vậy đó quý vị, mặt tôi khác. Đừng có vậy nữa. Ngoài tại ngoài vậy con mới không có chồng đó. Tại ngoài vậy con mới không có chồng đó. Mỗi thứ trong đời điều chỉ cũng có cho nó riêng một giới hạn. Thôi giờ anh Hưng muốn gì? Thôi anh cũng sẽ chọn theo cái khiêm tốn, cái giá tiền mình có thôi. Nửa cơm mà gấp mắm. Anh chọn em. Về với anh đi. Đi về đây chị ơi. Giờ chia tay nhau đã đến. Qua đây. Anh ơi. Qua đây. Anh ơi. Vậy? Hãy hôn nhau đi lần cuối. Ừ, con gái con đứa ta nuôi lớn bằng này mày giá mày chỉ có 430 nghìn. Em là vô giá rồi, đừng lo, em đừng vô giá. Chắc mình ít tiền mình chọn nè. Chả cá là nổi tiếng nè, best seller của chỗ này. Anh lấy bánh mì và chả cá. Anh làm món bánh mì chả cá. Yes. Yeah. Một bên bánh mì chả cá, một bên là gỏi gà ủ muối. Rồi muối.
Gà nhiêu bạn ơi? Xin lỗi em, xin lỗi, xin đừng quên lấy cái nhập. À, em Hương. Đấy, dạ, mình quen biết nhau quá. Đấy, cái bên gà em tính nhiêu đáng đi chị. Đáng gì? Con này gà đồi nha anh. Con này là gần 2kg nha. Bây giờ bạn Hồng. Sao được, cái này bây giờ bán 200.000, 250.000. 250, rồi, ok. Ủa sao mình không mua gà uống muối sẵn? Cái này là cực kỳ ngon nha. Ờ đúng rồi. Lướt TikTok, lướt Facebook là thấy suốt luôn nha. Chất lượng. Nói là mấy gà ủ muối gỏi mà sao như mua gà sống gì trời vậy? Trời ơi, mày bị điên. Mày tao là một cái người mà nấu ăn nổi tiếng trên mạng mà nổi tiếng cả thế giới. Trời ơi, tao sẽ tự làm thế sao không tin nha. Anh tự đây, ủ muối luôn hả? Tao ủ vào xong rồi tất cả các nguyên liệu đây rồi tao sẽ tự làm nha. Công hay thức ra nha. Nhưng mà trời, mình có giới hạn thời gian không? Món này làm cỡ 3 ngày rưỡi không anh? Chứ mày điên à, trời ơi, chỉ 30 giây thôi. Trời ơi, ngay vậy. Muốn là 30 giây mà muốn gì vậy? Trời ơi, nằm mày luộc lại. Thôi tao không nói. Kính thưa quý vị, bởi vì cái công thức này chúng tôi sẽ bị giữ bí mật. Rồi, nhờ ngoài quyết định ngoài lấy gà làm sẵn hay là gà tươi? Gà tươi cho nó nể, cho nó máu. Rồi, chị, bao nhiêu chị? 250.000. 250. Rồi, 250.000 một con gà. Chốt, chốt. Rồi, không cầm này đi con. Thôi mình mua chả cá thôi. Rồi, 2 túi. Rồi, 2 cân chả cá, 1 cân chả cá là 290.000. 2 bình là 1 cân. 200.000 nè, lấy rau răm nè. Rồi, lấy bánh mì luôn. Rổ này nhiêu không? Rổ này nhiêu? 10.000 bốn ổ. 10.000 bốn ổ. Ôi, rẻ thế à. Bán bằng giá Sài Gòn. 10.000 bốn ổ cho hết luôn cái rổ này đi. Rồi, lấy hết luôn. Không được, không được. Tính tiền, từ từ, tính tiền nữa kìa. Trời ơi, đâu có phải siêu thị, cái này là tầm quá. Không có rửa. Trời ơi, ta có chủ người ta đứng chần chần mà chỉ muốn lấy cái gì là lấy vậy trời. Từ từ đi coi. Trời đất ơi. Tôi mua cái chai Maisonet này nè. Anh cứ lấy đi anh. Ủa vậy? Mình là được lấy, bên kia không có được. Em phải cởi này ra. Ủa vậy hả? Cái này ra, đi, đi chợ vậy, phải cởi ra. Ủa tự nhiên. Đi chợ bị lột đồ vậy. Vậy nè. Lột đồ dưới chợ vậy. Oh, it's a mê, chị mê đúng không? Anh cởi ra là lấy thêm tỏi đi. Anh cởi đồ kìa. Anh cởi đồ chị ơi. Cái tay anh trống á là vậy. Ngoại ơi, bên kia cởi đồ kìa. Ngoại. Ngoại ơi, cởi đồ không có được. Ngoại ơi, thôi đi ngoại. Ôi, không ai ăn nổi món ngoại. Trống quá nè em ơi. Cầm cái này lên gồng lên nè, cầm cái này lên nè. Để lên nè, tay đang trống nè. Cho ơi, thêm gì em ơi. Cởi thôi, được rồi. Lát em trả tiền lại phần đó nha. Rồi, không muốn công em tập tạ. Ngoại mua mấy cái này đi. Đây cái này nè, bây giờ ký này nhiêu nè. Nhiêu chị? Hành bánh củ nha anh. Ra rồi, đúng tiền nha. Đánh mắm luôn kìa nha, đánh mắm đây. Đây gọi, đúng nghe rồi. Nghe nói mắm của Hương Hoàng đúng không? Đó, mắm Ma Đam Hoàng. Đây. Cái mắm này là làm từ Vĩnh Hy anh, cá cơm ở Vĩnh Hy đây. Wow. Bao nhiêu đó, bao nhiêu chị? Lấy 150 nha. 150. Cái thứ này thứ biển. Cái này 250, này 150 là nhiêu? 400. Mình còn nhiều lắm, mình còn tới 800 lận. 400. Mình còn 400 nữa. Rồi, okay. Mình đủ chưa? Không đủ thì mình chưa, cho chưa. Không, con này mẹ cho nữa, tao chưa mua đủ kìa. Còn mấy cái này nữa nè. Quế này, hồi này, muối hầm xí. Còn cái này nữa không? Gừng. Gừng. Su ơi, su. Bây giờ bạn cầm mệt, hơi mệt á, nên tay nó hơi... Sao gì? Ờ, chả cá còn dư quá. Lời nhau. Em muốn đến mua, để mua chén nước mắm đây nè. Chén nước mắm. Để mua chén mắm này cứ co. Để có gì em gửi lại cho. Chị đào không có bao nhiêu đâu tiền đâu nha. Không, chỗ chị em gửi đàng hoàng. Là đó. Để 4 hũ luôn. Quý lắm đó nè, quý lắm nè anh trai. Chỗ này lấy 500 đi, 300. Không, không làm sao 300 được rau cỏ, làm sao 300 được cái gì mà mắc dữ vậy. Đó, có đường mà. Đường đi. Cái gần đã. Ngoài người ta mua quá trời luôn kìa. Tại biết sao bên đây có đang có chương trình khuyến mãi. Mua 1 tặng 7. Trời ơi là trời, buôn bán gì con này mày. Vấn đề là tiền đâu? Ở đây người ta có cho chưa? Tiền một lát. Em gửi lại chị chủ chị em. Chị hỏi bà ấy giữ tiền ngại lắm chưa. Rồi sao ngoại tính tiền tiếp một rồi ly. Rồi tính là xong rồi đó, rồi đó. Ủa tính ra là hai cái chiến thắng vừa rồi của đội ngoại là vô nghĩa. Đội em mua còn nhiều À. Chân rồi, là không phải trời ơi, cho chị em đi theo anh luôn. Đó, con gà là 250 này, chỗ này không là 300.000 rồi đó. Đấy. Là 550.
là còn 250. Mình xong chưa? Xong. Đủ rồi đó. Rồi, thôi chơi thôi, nói thôi. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy thưởng thức những bàn tay vàng, những đầu óc vô cùng là tài giỏi sẽ nấu cho quý vị và sẽ làm cho quý vị những món ăn vô cùng hấp dẫn. Ôi giời. Ôi, tao thắng cái mặt tao kìa, mày cứ thơm, mày cứ thắng lắm. Không có gì hết trơn á. Thấy nói quá nhưng mà lần nào cũng thua không hả? Rồi thôi, bây giờ nguyên liệu của chúng ta đã có đầy đủ rồi. Susu xin đại diện cho chương trình được cảm ơn chủ quán đã tặng rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Dạ không thật đâu ạ. Không có trả chứ. Cấn vô tiền cà phê của em. Ờ đó đó. Em nói. Trả lại đi nè, trả lại đi chứ. Đâu cái nào lấy rồi. Trả lại bớt đi chứ để nó qua. Đây, không có. Em khuyến mãi và tặng bên đây cũng phải tặng bên kia. Tặng cho một cây san hô nè. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Có trang trí vô đồ ăn ngoài. Rồi thôi, nói chung là nguyên liệu mình có đầy đủ rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đêm nấu ăn dành cho hai đội.